Nằm trong giai đoạn 2 chiến dịch, trẻ em cũng phải đội nón bảo hiểm. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO và Quỹ phòng chống thương vong châu Á phối hợp với tập đoàn Johnson & Johnson mở rộng dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em đến 12 trường học mới ở miền Trung và miền Nam diễn ra. Lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em tại các tỉnh đã diễn ra từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 4. Gần 2.000 giáo viên, học sinh, phụ huynh, đại diện chính quyền địa phương tham gia. Ngoài việc tặng mũ, các hoạt động khác của dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em bao gồm khảo sát tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh, tập huấn cho giáo viên, theo dõi các vụ tai nạn, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh để tăng cường nhận thức của họ về tầm quan trọng của mũ bảo hiểm và thúc đẩy họ luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Ngoài ra, 32 pano tuyên truyền khuyến khích đội mũ bảo hiểm cho trẻ em cũng được đặt tại các trường tham gia dự án. Vào đầu năm học tới, hơn 3.000 học sinh mới nhập học tại 32 trường này cũng sẽ được nhận mũ bảo hiểm miễn phí. Đây là năm thứ hai Johnson & Johnson hợp tác với Quỹ phòng chống thương vong châu Á triển khai dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em tới tổng số 32 trường tiểu học tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đồng Nai.